Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, qua nay rất nhiều bạn hỏi mình một câu đây nè. Rất nhiều bạn hỏi mình câu này. Đó ha, làm sao để tải Pokemon Unity ở trên máy tính? Thì nói chung á, cái game Pokemon Unity này nó ở trên Nintendo Switch với lại điện thoại là bạn biết rồi. Bạn nào mà tải được trên điện thoại rồi á thì chơi trên điện thoại nó đúng không? Còn không á thì phải làm cách nào để chơi trên máy tính? Thì đây, mình sẽ cho bạn một cái app, tại vì có rất nhiều giả lập ở Android ở trên PC, nhưng mà đặc biệt có một cái là bạn biết sao, nó khá là nặng, dành cho những cái máy rất là phải là mạnh thì anh em mới chơi được ở trên PC, giả lập được thì anh em mới chơi game nó mượt được. Còn đây, mình hôm nay mình tìm được một cái app gọi là nó khá là nhẹ cho những cái anh em mà máy yếu và tầm trung. Như anh em tải về đó, anh em tải về đây nè, nó hỗ trợ rất là nhiều game tốc chiến nè, Among Us rồi Liên Quân Free Fire rồi đủ thứ các loại. Cái app này nó ở trên đây, bạn chỉ cần ở link mình để bên dưới, anh ở này nó có rất nhiều tiếng nè, bạn thấy không? Đó, cái app này nó hỗ trợ tới bao nhiêu đây thứ tiếng nè. Đó, xong bạn bấm vào đây bạn tải nè, LD Player. Đó, bạn chỉ cần bấm về bạn tải xong, ở đây bạn thấy không, nó tải xong rồi. Nó có 400 mấy chục mê thôi à, nó không có nhiều. Ủa sao đóng tải hoài vậy? Đó, sau khi anh em cài đặt xong, đó anh em vào đây, anh em vào đây cho mình. Đó, anh em chỉ cần cài đặt xong là anh em đã vào được trong cái này, nó chạy rất là nhanh thấy không. Tính ra cái giả lập này là một trong những giả lập nhẹ nhất mà mình đã từng dùng luôn. Lúc trước mình hay dùng mấy cái giả lập khác á, khá là nặng nha, load cực kỳ lâu luôn, load cực kỳ lâu, đặc biệt là mấy anh em máy yếu. Đây thấy không, này cái này giờ mình xóa cái này đi cho bạn à, tại vì mình đã cài thử rồi, mình cài thử mình mới 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 hướng dẫn cho bạn được. Đó, mình cài thử, giờ mình xóa đi. Mình xóa đi nhanh thôi. Xóa đi nè, thấy không, giờ anh em vô cửa hàng Xét Play nè, anh em vô đây coi nè. Đó, anh em đánh Pokemon Unity nè, nó không có. Thế giờ anh em tìm không được, anh em tìm không được. Nhưng mà cái LD Layer này nó lại có một cái hay hơn là mấy cái app khác á, ở chỗ là nếu mà anh em không tìm được ở trên Xét Play á, thì anh em có thể vô cái cửa hàng LD này đó, LD Store đó, LD Store để anh em xuống nè. Đâu mình, nó nằm ở đâu đây, tại vì cái game nó đang hot lắm. Nó game nó đang hot nhưng mà thôi chắc là nó không kiếm được đây rồi, nhưng mình vô đây mình tìm. Đó, thấy chưa, ra liền, bấm vào nè. Thí dụ giờ giờ mình bấm vào đi, bấm vô cài đặt, nó sẽ chuyển qua cái này. Một mục này không có ở quốc gia của bạn, mục này không có ở quốc gia của bạn đúng không? Không sao, không sao hết, tại vì ở ở cái app này nó có cái cho cài theo cái dạng là gọi là cài, gọi là chi tiết á. Nằm đâu rồi ta, ở đâu rồi đây. Đó, anh em bấm vô cái chỗ này, anh em cài đặt cục bộ cho mình. Cài đặt cục bộ thì nó cho tải, thấy chưa? Đó, rõ ràng là cái Google Play là không có nha, là không có quốc gia của bạn nhưng mà nó vẫn tải được. Đó, cho anh em ở Việt Nam khỏi cần mất công đau lâu, chơi ngay trên máy tính luôn, tải cái có liền luôn. Đó, nhanh ghê chưa? Cái game này nhẹ hìu, có gì đâu. Nè, rồi mình vô mình đăng nhập mình chơi luôn cho anh em xem, rồi mình hướng dẫn anh em set nút. Anh em chơi trên bàn máy tính đàng hoàng luôn, nhạy cực kỳ, không hề có một chút xíu lắc lủng nào luôn, vậy mới vừa thú vị. Tại cái app giả lập nó nhẹ rồi cho nên là anh em load game nó sẽ nhanh và nó mượt, chơi y như trên điện thoại luôn, chứ không phải là nó lắc nha. Nhiều nhiều app khác nó lắc là đúng rồi, nhưng mà nào đang cài đặt nhanh. Để mình chờ nó cài xong, mình chờ nó cài xong mình ra mình vào mình chỉ anh em set nút để di chuyển cho nó theo kiểu là giống như là đó. Xong rồi thấy không, bấm vô khởi động luôn đó, vào game luôn nè. Nè, vào game luôn, cái một có gì đâu khó. À, thấy chưa, cài game nhanh. Mà đặc biệt là nếu mà mấy cái app khác á, anh em muốn tìm game á, là anh phải cài bằng APK, còn cái này nó có cái cửa hàng này anh em tự động cài cục bộ được luôn, là anh em không cần phải tải APK ở đâu hết, lên app là anh em có chơi luôn. Đó, lên app là có chơi luôn, load game nhanh không, nét luôn. Chút mình sẽ hướng dẫn cho anh em set nút, hướng dẫn cho anh em set nút để di chuyển cho nó, di chuyển cho
nó mượt à, chơi cho nó được. Tại vì vô á, game lúc nào nó cũng có phần tutorial đó. Ok, bấm nào. Lúc nào nó cũng có phần tutorial, chọn tiếng Anh nha. Đó, thấy chưa? Đâu nè, bây giờ mình đọc cái luật cái đã. Tại vì bạn phải bấm vô luật này rồi bạn mới ra, rồi bạn mới tích vô được cái dấu này nha. Đó nè, bấm nó không được nè. Bạn bắt buộc là phải đọc cái luật trước đó, nhưng mà không cần đọc, bấm vô một cái là được rồi. Nó làm sao nó biết bạn đọc hay chưa, đúng không? À, chọn đại năm 2010 đi. Trời, mới 10 tuổi, 11 tuổi, tháng 10, ngày 10. Đó, vô. Đó, xong rồi anh em sẽ đăng nhập của anh em bằng cái đặt này là Transfer Access to Data này, là anh em có ạc rồi, anh em vào, còn không thì anh em bấm vô Create Account cho mình. Đó, hoặc là anh em có thể đăng nhập bằng Facebook hay là bất cứ các loại nào đó mình không còn quan tâm. Nhưng mà giờ bấm vô là ta là vô game nè. Thấy được chưa? À, thấy ngon chưa? Trainer giờ đặt tên gì bây giờ? Test test app khoan. Đó, vậy đi. Chọn vô luôn. Vô luôn, cái này là nó đang đau đau phần trăm nè, anh em chọn đại cái hình avatar nào đó. Đó, được chưa? Nhanh thôi. Nè, chọn đại cái hình avatar nào đó của anh em thích cái nâu tóc nào đó thì anh em chọn. Đó, tùy. Da tóc đỏ đen gì đó là tóc đen là hợp lý nè. Đó, áo xanh, áo vàng, tùy. Mình lấy áo xanh khoan. Cái áo vàng cái quần dài thì mình đẹp hơn. Cái quần lửng kia nó hơi xấu. Đó, thấy chưa? Vô game được liền nha, cái này là thực hành luôn nha, thực hành luôn nha, chứ không phải là giỡn giỡn nha, cái này là thực hành luôn đó. Vô này bắt đầu là vô, bắt buộc là anh em phải chơi tutorial, là kiểu là chơi phần hướng dẫn. Cái phần hướng dẫn này nó lại hay ở một cái là bạn biết sao, nó sẽ cho anh em cái thời gian để anh em set nút, để lúc mà anh em vào trận á nó sẽ không có bị phải mất công set nút lại. Bây giờ anh em có thể set nút tại đây luôn đó, anh em có thể set nút tại đây luôn đó, thấy chưa? Hay là hay ở cái chỗ mà nó bây giờ cái app này nó cho anh em set nút nè, đó nó mới phù hợp. Tại vì chơi mấy cái game này anh em phải cần phải di chuyển đồ mượt mà đúng không? Đây, mình sẽ hướng dẫn cho anh em set nút trên app LD Layer để mà chơi game Pokemon Unity nha. Đây. Đó, bây giờ anh em thấy đây là nó có cái mũi tên gọi là di chuyển đúng không? Đây. Mình sẽ sao ta, đây cái nút di chuyển là chỗ nào ta, di chuyển nhân vật đây, để vô đây đó, nó sẽ ra W A D S nữa không, rồi mình lưu lại cái nhẹ đó, mình lưu lại cái nhẹ đó, bây giờ mình di chuyển được rồi nè, thấy chưa? Đó, mình di chuyển được rồi nè, đó mượt mà chưa, có gì đâu khó. À, nếu mà anh em thích thì anh em có thể set set cho nó rộng ra chút xíu đó, nó rộng ra cỡ này là đẹp nè, đó cỡ này là đẹp nè, lưu lại đó, vậy anh em nó sẽ nhạy hơn, tùy tùy chỉnh nha, tùy chỉnh nha anh em. Anh em tùy chỉnh để mà nó phù hợp nhất với anh em nha. Đó. Rồi mình đã tại vì mình có set trước rồi đó, cho nên nó ở đây nè, phải không? Ở đây mình có bấm number 1, number là ở bên cái keypad ấy. À, bấm số 1 cho mình là nó đánh. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình chỉ cần bấm nút thôi là cái Pokemon nó đánh. Đó, nè bấm nè. Đó, thấy chưa? Đấy. Bấm nút thôi, không cần dùng chuột. À, bấm nút thôi, không có dùng chuột. Đấy. À, bấm bấm cái này để rồi đó, xong rồi bắt đầu rồi. Tiếp tục nè, tiếp tục là nó bắt mình phải bỏ banh đúng không? Đây mình sẽ bỏ banh bằng nút enter, tại mà ở đây mình có chữ enter rồi nè, không mình sẽ bấm nút bỏ banh bằng nút enter enter nè, nhanh gọn nhanh gọn đó. Bây giờ tiếp tục đánh quái đúng không? Được, đánh quái bây giờ là hình như là có kỹ năng thì phải nè, đó kỹ năng nè. Kỹ năng thì mình để Nimbus 4 à, không tiêu à. Đó, thấy chưa? Nè, số 5 là chiêu 2 à, số 6 là chiêu cuối. Đấy. Thấy à, bây giờ mình chỉ cần bấm nút thôi là mình đã đánh, là có khác gì là chơi trên điện thoại đâu à, có khi còn nhạy hơn nữa chứ à, có khi còn nhạy hơn trên điện thoại nữa. Mượt. Mượt chưa? Enter, bỏ banh nè. Trời ơi, có gì đâu khó, chủ yếu là mình gọi là mình tìm gọi là tìm hiểu chút đỉnh là được á mà. Đó, thấy chưa? Chơi game trên PC nha, đang chơi game trên PC đàng hoàng, bằng giả lập đàng hoàng đó. Sau khi mà mình có cái này là mình
mình chọn kill. Nếu thích á mình có thể set up cái nút ở ngay chỗ này nè, mình có thể set up cái nút ngay chỗ này là nút số 9, còn cái nút chỗ này là nút số 8, nút chỗ này là nút số 7 để chọn kill. Tùy nha, nhưng mà mình bấm số 9 thôi, còn mấy cái kia thì không cần. Ok, không cần. Rồi, cái kia mình có tự chọn bằng chuột được. Đó, nó cũng không mất thời gian nhiều đâu, chủ yếu là kết hợp giữa bàn phím và chuột để chơi cho nó mượt. Đó, thấy chưa? Đấy, ui giời. Đó, thấy giờ bấm có khác gì là có khác nào lên nè, có in tiêu nè, số 6 nè. Trời đất ơi. Được chưa? Có gì khó khăn không? Không hề có gì khó khăn hết. Đó, anh em giờ bỏ banh nè. Đẹp chưa? Boom. Wow. Yes. Đó, bây giờ chỉ cần chơi y như vậy thôi là được. Có gì đâu khó. Đó, bây giờ này qua tutorial như nè, số 1 là bấm nét được luôn à. Đó, cái số nào mà trúng nó trùng cái chỗ đó. Đây. Charizard đúng không? Charizard được. Rồi, bây giờ vô. Charizard vô luôn. Thì nó dễ mà, có gì đâu khó nè. Rồi dễ phải đấy. Anh em chỉ cần tải cái app này về, theo cái link ở bên dưới, mình để cái link ở bên dưới rồi anh em tải cái app này về. Ở trên máy tính anh em, sau anh em vô cài game y như trên video nha, không khác gì hết nha. Mình cài được thì anh em sẽ cài được, cài xong vô chơi bình thường. Set nút y như mình set, vậy là được, là đẹp. À, set nút y như mình set là đẹp. Chơi bỏ hai tay lên bàn phím kiểu như điều khiển mấy game mà gọi là fighter ở trên mấy cái máy console đó. Hồi trước vậy đó, đó. Rồi. Giới thiệu cái gì nhiều quá. À, được rồi, vô đánh luôn đi, tao thuần lắm rồi. Tại vì bạn phải chơi cái tutorial này thì bạn set cái nút đó, nó mới nhạy nha. À, bạn set cái nút xong rồi đó, cái là bạn mới biết được cái nút nó nằm ở chỗ nào. Đó, bạn hiểu không? Đó. Nó bắt mình đi xuống đường dưới mới chịu nha. Nó không cho đi đường trên mà nó bắt đi xuống đường dưới nè, mình sẽ nâng chiêu rồi. Nâng chiêu nè, đó, ra chiêu nè, xong rồi nâng chiêu nữa nè. Đó, số 5 nè. Thấy chưa? Khó khăn gì đâu. Hoàn toàn không có chút xíu khó khăn nào hết. Nè. Đánh nè, số 4 nè. Đó, thấy chưa? Số 5 nè. Đấy, trời. Nè, bỏ banh nè, enter nè. Trời ơi, quá tuyệt vời. Số 1 là thổi nè. Đấy, thấy chưa? Số 4 là enter đó, kỹ năng nè. Ghê chưa? Trời đây nè. Phum phum. Đấy, được chưa nè, đánh nhau nè. Nè, đánh nhau nè. Ôi giời, ghê vậy. Ghê vậy. Ghê vậy. Nè. Từ từ đánh sao chạy bộ. Nè, số 4 nè, chết nè. Cái gì đấy? Đang đánh nhau mà chỉ dẫn nè, lấy mạng luôn. Rồi bỏ chạy luôn nha, thấy không? Nè, đó. Combo chiêu bình thường. Đó, combo chiêu bình thường. Đấy. Rồi tiến hóa Chameleon. Tại vì cái này nó đang chơi theo cái dạng là hướng dẫn đó, cho nên là mỗi lần có cái chuyện gì là nó phải hướng dẫn của mình. Đó, bây giờ mình sẽ chọn kêu. Đó, chọn kêu. Đó, ok, bỏ banh nè. Không cần dùng tới chuột. Không cần dùng tới chuột. Đó, mình cứ dùng bàn phím thôi là đủ rồi. Không, cái đúng là cái chơi cái bàn phím này, chơi con Charizard này nó đã thiệt. Đó, nè, thổi nè. Thổi nè. Ôi, thổi lửa nè. Ôi, bỏ banh nè. Thấy không? Đó, thấy chưa? Không có gì khó hết bạn. Cứ này cứ set up y như mình là bạn có thể chơi được trên máy vi tính thôi. Nhưng mà mình nói thiệt nha, chơi nó khá là mượt á. À, nhưng mà phải máy là nó cũng phải là anh em set nút nha. Tùy anh em thói quen và bàn phím của anh em, rồi anh em tự set nút cho nó phù hợp nha. Đó, đó, đó. Coi kìa, đang đánh nhau nó lại chỉ dẫn nữa. Cái này cái gì đấy? You're on fire. Một người nữa. Đấy, trời đất ơi, tuyệt vời chưa? À, Detroit 2 zone đúng không? Rồi được, dễ. Đâu rồi, đây nè. Mày nè, lướt tới nè, lướt tới nè. Thổi cái coi, ủa, bỏ chạy luôn à. Thế thì bố mày chịu. À, bỏ chạy luôn mới nhục tôi chứ. Nè. Ôi da. Ôi da. Ông con này trâu quá bạn ơi. Chơi. Chơi. Ôi da, lăn. Lăn. Lăn.
chơi với tao hả? Sai rồi con. À, cái gì đấy? Nó cứ hiện cái mà, sao vậy ta? Nó cứ hiện cái dòng hướng dẫn lên nó làm cho mình là bị mất cái combo. Ờ, thôi kệ, cũng không cũng được, không sao hết. Ông mạng căng đét, FPS là lúc nào cũng 59 hết nha. Không hề có tuột luôn á. Ờ, không hề có tuột luôn á. Zoom này bấm chút 5 cũng được rồi đấy. Bấm zoom đi. Chọn cho nó lẹ. Đâu rồi? Ớt hả? Ớt nè. Ớt nè, đó, lấy tiền. Xin đừng bấm chính là chọn. À, giáp đốt ra. À, bấm chính là chọn xì kêu cuối nè, thấy chưa? Có chữ cuối luôn, khỏi mất công dùng chuột. Tùy bạn set up thôi, tùy bạn set nút thôi là bạn sẽ có những cái lối chơi nó khác phải không? Đấy. Giờ muốn gì? Đâu, hai thằng bay luôn vào đây nè, bấm chữ cuối thôi. Một thằng. Đâu rồi? Mà hai thằng, trời ơi, dễ dữ vậy ta. Dễ dữ vậy. Vô combo nhẹ nhẹ, bấm cái anh tiêu cái là hai thằng lên đường thì thôi. Chơi cái gì nữa. Nè, cái nữa nè. Nè, lấy tiền nè. Sao con này nó lại ôi, khống chế khó chịu vậy ta. Mày muốn gì? Thôi, chạy. Cái thằng cố kia còn đầy máu mà nó chạy á, tôi cũng không hiểu kiểu gì luôn á. Còn đầy máu mà nó chạy nè. Đâu rồi, dưới được nhiêu mạng à? 7 mạng thôi với nhiêu. Trời. Đó, thấy chưa? Chơi nó y như bình thường à, chủ yếu là bạn set nút nha cho bạn quen. Tại mình quen nút rồi đó, mình bấm nó mượt lắm. Còn cái bạn mà mới vô, bạn chưa quen nút á, thì bạn phải set up cho nó phù hợp của bạn nha. Đó, giống như bây giờ mình bấm đi, mình sẽ chọn. Mình chọn cái nào đó nó cho nó lẹ. Đây nào, thằng này vô bỏ banh đúng không? Thôi hết giờ. Hết giờ rồi. 3, 2, 1. Ok. Để coi bên nào thắng. Được. Ok chưa? Rồi. Thôi, mình xin kết thúc video đây. Nếu thấy hay thì để lại một like và đăng ký. Link để tải của mình để bên dưới nha. Xong rồi bạn cứ làm y như trong video là bạn sẽ tải được game Pokemon Unity ở trên PC nha. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi chào mọi người.